Dược liệu thảo mộc Việt Nam rất phong phú, bao gồm phần lớn là những cây mọc tự nhiên hoang dại. Chúng là những tài nguyên mà nếu đã mất đi thì không thể tái tạo lại được. Do đó, ta cần biết cách khai thác và bảo tồn, tái sinh để có lợi ích lâu dài cho đất nước. Cuốn sách Cây thuốc Việt Nam, trồng hái, chế biến và trị bệnh ban đầu, tiền thân là bộ sách Trồng hái và dùng cây thuốc, xuất bản lần đầu năm 1983 do Lương Y, thầy thuốc ưu tú Lê Trần Đức biên soạn, nhắc lại cho độc giả cách thức khai thác, kỹ thuật gieo trồng, thu hái chế biến dược liệu để dùng trị bệnh trong nước, đồng thời đẩy mạnh sản xuất dược liệu để làm vật tư xuất khẩu, nhằm cân đối với việc nhập thuốc từ nước ngoài. Đây là tập sách được biên soạn rất công phu, có tính khoa học, tổng hợp những kinh nghiệm dùng thuốc trị bệnh của các danh y Việt Nam, của nhân dân nước ta và nước ngoài, với trên 830 cây thuốc chính và phụ, thêm 70 loài dược liệu động vật và khoáng chất, xếp thành 25 mục theo công năng chủ trị, có kèm theo bảng tra cây thuốc, vị thuốc và bảng hướng dẫn cách tìm vị thuốc, phương thuốc đối với một số bệnh thường gặp. Với mỗi cây thuốc, tác giả giới thiệu tên gọi chính, tên gọi của các dân tộc địa phương, tên khoa học, mô tả hình thái có kèm theo hình vẽ, cách trồng trọt, thu hái, chế biến và sử dụng trên lâm sàng trị bệnh. Ngoài ra, tác giả còn nêu công dụng về dinh dưỡng, về ăn uống, phục vụ đời sống và sản xuất. Bên cạnh đó, tác giả hướng dẫn khá chi tiết về kỹ thuật gieo trồng, cách thức thu hái và khai thác dược liệu, chế biến dược phẩm là những kiến thức rất cần thiết để kế thừa và tận dụng kho tàng dược liệu trong nước. Ngoài ra, sách còn cung cấp những hiểu biết cơ bản về việc bào chế và hướng dẫn sử dụng thuốc trên lâm sàng, bổ sung cho dược học các cách sử dụng thuốc theo biện chứng với những địa phương phối hợp của y học dân tộc. Cuối sách có mục giới thiệu một số vị thuốc chế sẵn hay công thức thuốc tiện dùng cho y tế cơ sở, có mục hướng dẫn việc chữa bệnh ở gia đình với thuốc sẵn có hay phương thuốc lập thành. Khi sử dụng quyển sách, bạn đọc cần lưu ý một số điểm sau. Nội dung các cây thuốc, vị thuốc theo công dụng chính được phân loại làm 25 mục. Tuy nhiên, một số vị thuốc có tác dụng đối với nhiều bệnh tùy theo cách dùng và sự phối hợp trong phương thuốc biện chứng. Cho nên, trong mỗi mục, những vị thuốc thường được dùng nhiều nhất làm chủ dược và kiêm trị các chứng bệnh khác được xếp trên, những vị ít dùng hay mới dùng xếp dưới. Với sự tổng hợp các vị thuốc đối với mỗi loại bệnh chứng, có kèm theo các phụ phương điều trị các loại bệnh khác. Trị bệnh đối chứng, chúng ta có thể tìm những vị thuốc hay phương thuốc ở một hay hai mục trên. Khi lập phương theo biện chứng, chúng ta dựa theo các phép điều trị của y học cổ truyền mà chọn dùng thêm các vị thuốc trong các mục khác để chữa theo gốc bệnh. Ví dụ, phát hàn giải biểu, mục A, thanh nhiệt tả hỏa, mục B, ôn trung tán hàn, mục C, bổ huyết, mục S, vân vân. Ngoài thuốc điều trị theo hội chứng hay loại bệnh như đã chia mục. Ở phần cuối, tác giả giới thiệu một số vị thuốc chế riêng dưới dạng thuốc bột, thuốc viên hay cao đặc để tiện dùng trên lâm sàng, cùng một số phương thuốc hạch tâm để kết hợp trong điều trị các bệnh thông thường ở các cơ sở y tế. Sau cùng là mục trị bệnh ban đầu, giới thiệu khái quát một số bệnh thường gặp gồm các thể bệnh theo triệu chứng, một phần để hướng dẫn cho các gia đình cách xử trí và dùng thuốc sẵn có với cây nhà lá vườn dễ kiếm, một phần gợi ý cho các bạn học viên một số phương thuốc biện chứng đáp ứng từng thể bệnh. Cuốn sách này phục vụ rộng rãi mọi đối tượng độc giả về tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm nguồn dược liệu Việt Nam và khai thác các loại thuốc thiên nhiên, cùng gây trồng, thu trữ, chế biến thuốc và dùng thuốc chữa bệnh. Đặc biệt, tác phẩm này có thể hướng dẫn cho mọi người tự học thuốc ta hay muốn tìm phương thuốc để trị bệnh theo y học dân tộc. Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. Bạn nào quan tâm và có nhu cầu đặt mua, xin mời liên hệ Tinh Hoa Xanh bằng một trong các cách sau.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.